sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề hay là mạch kiến thức như thế nào. Thì các bạn hãy chú ý chúng ta cùng tìm hiểu thông qua cái phần bài toán khởi động như sau nhé. Đây các bạn quan sát cho cô này. Khi đi đường thì chúng ta có thể thấy các biển báo giao thông báo hiệu giới hạn tốc độ mà xe cơ giới được phép đi. Em có biết ý nghĩa của biển báo giao thông ở hình 2.3 hay không? Thế thì các bạn thấy là hình 2.3 này nó chính là các biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép theo xe trên từng làn đường. Đấy. Vậy tức là ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cho cô là ở cái làn thứ nhất đây này, là bên trái nhất này, chúng ta thấy là nó chỉ dành cho xe ô tô, đúng không? Đấy. Rồi, và ý nghĩa của từng biển báo giao thông ở hình 2.3 như sau. Hình thứ nhất là bên trái là chỉ dành riêng cho ô tô với tốc độ tối đa là 60 km/h. Tốc độ này, tối đa, các bạn lưu ý cho cô, tối đa tức là lớn nhất chỉ được là 60 thôi. Còn không là chúng ta phải chạy với tốc độ nhỏ hơn 60, đúng không nhỉ? Rồi làn ở giữa thì chúng ta thấy là nó sẽ dành cho hai loại phương tiện là ô tô và xe máy. Và tốc độ tối đa của nó sẽ là 50 km/h. Và thứ ba là làn bên phải dành cho xe máy, xe ba bánh và xe đạp. Đấy. Rồi, đấy. Thì các bạn thấy là cái làn bên phải đây sẽ là xe máy, xe ba bánh và xe đạp với tốc độ tối đa cũng là 50 km/h. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ quan sát vào đây, chúng ta thấy như sau. Tốc độ tối đa. Tối đa tức là lớn nhất đấy. Thì chúng ta thấy là lớn nhất thì ví dụ ở làn bên trái đây nó sẽ là lớn nhất là 60 này. Tức là nhỏ hơn 60 cũng được. Mà bằng 60 cũng được, đúng không? Miễn là không được lớn hơn 60. Vậy nếu mà cô có là vừa kết hợp giữa 60, bé 60 và bằng 60 thì cô sẽ ghi thành một dấu như sau này. Đấy là dấu bé hơn hoặc bằng. Đấy, rồi bé hơn hoặc bằng 60. Và các cái biểu thức mà các cái hệ thức mà nó ngăn cách nhau bởi cái dấu bé hơn hoặc bằng này, hoặc là nó dấu bé hơn, dấu lớn hơn hoặc bằng, hoặc là nó dấu lớn hơn, thì cô gọi đấy là các bất đẳng thức. Đấy. Vậy thế nào được gọi là bất đẳng thức? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài số 5, bất đẳng thức và tính chất. Bây giờ chúng ta cùng xem nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm các phần nào nhé. Nội dung bài học sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là bất đẳng thức. Trong phần này chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về bất đẳng thức và nhắc lại cho cô một số kiến thức liên quan đến phần bất đẳng thức. Phần thứ hai là liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Và phần thứ ba là liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần 1 bất đẳng thức. Trong phần 1 bất đẳng thức này thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về vấn đề gì. Thì đầu tiên cô sẽ nhắc lại các thứ tự trên tập hợp số thực. Số thực chúng ta ký hiệu là tập hợp R, đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta có như sau. Trên tập hợp số thực với hai số A và B, cô sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu số A bằng số B, cô ký hiệu là A bằng B, đúng không? Rồi còn nếu số A lớn hơn số B, cô ký hiệu A lớn hơn B. Số A nhỏ hơn số B, cô ký hiệu A nhỏ hơn B. Đấy là phần đầu tiên. Bây giờ chúng ta áp dụng vào làm cô phần hỏi chấm nhé. Thay dấu hỏi chấm trong các biểu thức sau bằng dấu thích hợp. Dấu bằng này, dấu lớn hơn này, dấu nhỏ hơn này, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có lời giải như sau. Câu A thì các bạn thấy như sau này. Ở đây là -34,2 so sánh với -27. Thế thì các bạn thấy là 34,2, dương 34,2 ấy, nó lớn hơn dương 27, đúng không? Nhưng mà âm, nếu mà chúng ta thêm dấu âm thì chúng ta lại có là -34,2 nó lại như thế nào đây? Nó lại như nào? Nhỏ hơn -27 các bạn nhé. Đây mình điền cô dấu nhỏ. Đấy, vậy mình sẽ điền dấu nhỏ vào câu A. Câu B này, 6/-8 và -3/4 thì cô có như sau này. 6/-8 thì cô sẽ rút gọn được cho 2 thì cô sẽ được là 3/-4. 3/-4 thì cô sẽ viết là thành âm của 3/4 như thế này. Thế vế trái là -3/4 và bên phải là -3/4 thì hai cái này bằng nhau. Vậy ở đây cô sẽ điền được là dấu bằng.
Đấy nhá, là 6 phần âm 8 này, ô trống này, âm 3 phần 4, điền dấu bằng vào cho cô. Còn câu C chúng ta có là 2024 so sánh với 1954 thì đương nhiên là chúng ta sẽ điền dấu lớn rồi, đúng không? Đấy, chúng ta có là 1954 này, 2024 lớn hơn. Vậy đây chúng ta đã điền dấu bé, dấu bằng, dấu lớn hơn trong phần hỏi chấm 1, trong phần hỏi chấm đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có, vậy cách so sánh các số thì chúng ta biết cách so sánh rồi. Thế bây giờ để biểu diễn số thực trên trục số thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào? Thì cô sẽ có một cái trục số thực như sau này. Khi biểu diễn số thực trên trục số thì các bạn sẽ vẽ cô một mũi tên đi từ trái qua phải này. Điểm biểu diễn số bé hơn sẽ nằm trước điểm biểu diễn số lớn hơn. Cô lấy ví dụ, điểm âm 1 này nó bé hơn điểm 0, đúng không? Nên âm 1 này sẽ biểu diễn trước số 0. Trước hay sau là người ta sẽ tính từ trái qua phải các bạn nhé. Đấy, chẳng hạn là âm 2,5 nhỏ hơn âm 1, nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1,5. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần nhắc lại thứ hai, đấy là gì? Là nếu bây giờ cô có, phần này quan trọng này, số A mà lớn hơn hoặc là bằng số B. Đấy, tức là A lớn hơn B hoặc A bằng B thì cô sẽ ký hiệu là A lớn hơn hoặc bằng B như thế này. Dấu lớn hơn hoặc bằng. Còn số A nhỏ hơn hoặc là bằng số B, tức là A nhỏ hơn hoặc là A bằng B thì cô sẽ ký hiệu là A nhỏ hơn hoặc bằng B như thế này. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ áp dụng vào làm cho cô phần luyện tập 1 nhé. Luyện tập 1 của cô như sau. Biển báo giao thông R306 hình 2.4 báo tốc độ tối thiểu cho các xe cơ giới. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông không thuận lợi, trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Nếu một ô tô đi trên đường đó với tốc độ A km/h thì A phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau? À, rồi vậy thì để làm được bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn đọc kỹ cho cô nhé. Là hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Không được nhỏ hơn, tức là ở đây trên biển nó ghi 60 thì không được nhỏ hơn 60 đúng không? Thì nó sẽ phải là lớn hơn 60 hoặc là gì? Bằng 60. Đúng không các bạn? Thế thì ở đây mình sẽ điền dấu nào cho nó phù hợp với cái điều với cái trường hợp này? À, là lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Vậy ở đây mình sẽ chọn cho cô được phương án C. Đấy, đấy là phần luyện tập số 1 của chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta thấy là qua cái phần này thì cô sẽ thấy ở trong bài này nó xuất hiện các dấu này. Hai cái hệ thức, cái hệ thức mà nó có dạng là A lớn hơn B, A nhỏ hơn B, hoặc là A lớn hơn bằng B, A nhỏ hơn bằng B. Đấy, thì nếu mà A và B hay hệ thức, hai cái biểu thức này nó ngăn cách nhau bởi cái dấu, một trong bốn dấu này, thì cô sẽ gọi đây là bất đẳng thức nhé. Đấy, cô sẽ có như sau. Khái niệm về bất đẳng thức, ta gọi hệ thức dạng A lớn hơn B hay là A nhỏ hơn B, A lớn bằng B, A nhỏ bằng B là bất đẳng thức, và gọi A là vế trái, còn B sẽ là vế phải của bất đẳng thức. Được chưa? Và qua đây chúng ta cũng sẽ có cái chú ý về bất đẳng thức cùng chiều và bất đẳng thức ngược chiều như sau này. Bất đẳng thức, đây, 1 nhỏ hơn 2 và âm 3 nhỏ hơn âm 2, các bạn thấy nhá, đều là dấu như ý, bé hơn, đúng không? Thì khi đó cô gọi hai bất đẳng thức này là hai bất đẳng thức cùng chiều. Đấy, còn tương tự 6 lớn hơn 3, 8 lớn hơn 5 thì cô thấy là đều, hai cái bất đẳng thức này đều chiều lớn hơn đúng không? Vậy đây cô cũng gọi đây là hai bất đẳng thức cùng chiều. Đấy, còn hai bất đẳng thức ở dưới này, 1 nhỏ hơn 2 và âm 2 lại lớn hơn âm 3 thì một anh nhỏ hơn một anh lớn hơn như này cô gọi đây là bất đẳng thức, hai bất đẳng thức ngược chiều. Đấy, được chưa? Rồi, đấy là phần khám phá của chúng ta về khái niệm bất đẳng thức. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô ví dụ số 1 nhé. Ví dụ 1, xác định vế trái và vế phải của các bạn bất đẳng thức sau. Câu A này siêu dễ luôn, đúng không? Câu A này cô sẽ có là âm 2 lớn hơn âm 7 thì vế trái sẽ là âm 2, vế phải là âm 7, đúng không? Rồi, câu B là A bình cộng 1 lớn hơn 0 thì vế trái sẽ là A bình cộng 1, vế phải là 0. Rồi, đấy là ví dụ 1. Ví dụ 2 của cô như sau.
Viết bất ảo thức để mô tả mỗi tình huống sau. Tuần tới, nhiệt độ T độ C. Nhiệt độ T độ C tại Tokyo là trên âm 5 độ C. Trên âm 5 thì tức là dấu lớn hơn, đúng không? Đấy, vậy ở đây câu A của chúng cô sẽ điền là T lớn hơn âm 5. Tiếp câu B này. Nhiệt độ T độ C bảo quản của một loại trà sữa là dưới 4 độ C. Dưới tức là bé hơn, vậy ở đây T của cô sẽ bé hơn 4. Tiếp, để được điều khiển xe máy điện thì số tuổi X của một người phải ít nhất là 16 tuổi. Ít nhất là 16 tuổi tức là sao? Là lớn hơn 16 tuổi cũng được, đúng không? Mà bằng 16 tuổi cũng được, các bạn thấy đúng không? Ít nhất là 16 thì lớn hơn cũng được mà bằng cũng được. Vậy ở đây của cô X nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 16. Rồi, đấy là phần ví dụ 2 nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng sang cho cô về tính chất quan trọng của bất ảo thức như sau. Bất ảo thức nó sẽ có cái tính chất quan trọng, đó là một tính chất gọi là tính chất bắc cầu. Đấy, thế nào được gọi là tính chất bắc cầu, các bạn quan sát nhá. Nếu bây giờ cô có cái số A nhỏ hơn số B mà B lại nhỏ hơn C thì cô sẽ suy ra là A sẽ nhỏ hơn C. Đấy, gọi là tính chất bắc cầu. Cô lấy ví dụ 3 nhỏ hơn 5 mà 5 nó lại nhỏ hơn mấy các bạn? 8. Vậy bắc cầu một cái cô sẽ suy ra là 3 sẽ nhỏ hơn mấy? 8. Thế thôi. Chú ý nào, tương tự để các cái thứ tự lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng cũng có tính chất bắc cầu. Được chưa? Rồi, đấy. Đấy là cái phần ví dụ số, là cái phần chú ý của chúng ta. Bây giờ áp dụng và làm cho cô luyện tập số 2 nhé. Luyện tập 2, giải cho cô. Đây là một bài chứng minh. Vậy để chứng minh bài này chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Thì các bạn sẽ quan sát cho cô này. Ở đây cô sẽ có như sau. Câu A là 2024 phần 1000. Thì 2024 phần 1000 thì 2024 này cô sẽ tách thành 2000 cộng với 24. Đấy, sau đó tất cả chia cho 1000, các bạn quan sát nhá. Đây. Vậy khi đó cô sẽ có là thành 2000 phần 1000 cộng 24 phần 1000, đúng không? Thế mà 2000 phần 1000 thì cô sẽ thấy được nó sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 2000 chia 1000 bằng 2 cộng với 24 phần 1000. Thế thì 2 mà cộng với 24 phần 1000 thì chắc chắn nó sẽ ra một số lớn 2. Tại vì 2 nó đã bằng 2 rồi, mà bên này chúng ta lại cộng thêm 24 phần 1000 thì nó sẽ ra số lớn hơn 2, đúng không? Rồi, sau đó thì chúng ta thấy là mà 2 này nó lại lớn hơn bao nhiêu các bạn? Lại lớn hơn 1,9. Cái số 2 mình sẽ gọi là cái anh trung gian đấy, để mình sử dụng tính chất bắc cầu đấy. Mà 2 lớn hơn 1,9 nên bắc cầu một cái 2024 phần 1000 sẽ lớn hơn 1,9. Chưa? Đấy là câu A của chúng ta. Tiếp theo là câu B. Câu B này thì cô sẽ tách như sau nhá. 2022 thì cô sẽ ghi thành 2023 trừ đi 1. Đấy, đây, ví dụ 2022 phần 2023 sẽ bằng 2023 phần 2023 trừ đi 1 phần 2023. Đúng không? Đấy, thế 2023 phần 2023 thì cô sẽ ghi được bằng 1 trừ đi 1 phần 2023. Thế mà ở đây nó có dấu âm đấy các bạn. Phần B này nó có dấu âm. Âm thì bây giờ cô phải đổi dấu cả hai cái anh này. Đây, hai cái anh cô khoanh tròn cô đều phải đổi dấu hết nhá. Cô để dấu âm lần trước. Vậy nó sẽ thành âm 1 cộng 1000 cộng 1 phần 2023. Đấy, tức là âm 2022 phần 2023 nó sẽ bằng âm 1 cộng 1 phần 2023. Và cái số này các bạn sẽ thấy chắc chắn nó sẽ lớn hơn gì? Âm 1. Vì âm 1 mà cộng với một số dương như thế này thì nó sẽ ra một số lớn hơn âm 1, đúng không nhỉ? Rồi, thế thì các bạn so sánh sử dụng cái số âm 1 này là cái số trung gian này. Thế âm 1 thì các bạn thấy nó lớn hơn âm 1,1 đúng không? Đấy, âm 1 nó lại lớn hơn âm 1,1 nên âm 2022 phần 2023 nó sẽ lớn hơn âm 1,1. Đấy là tính chất bắc cầu của chúng ta. Đấy, và cũng là phần luyện tập số 2. Bây giờ chúng ta cùng vào cho cô phần vận dụng 1 nhé. Viết các bất ảo thức sau để mô tả tốc độ cho phép trong tình huống mở đầu. Ở đây thì viết các bất ảo thức để mô tả tốc độ cho phép trong tình huống mở đầu. Câu A là ô tô ở làn giữa. Thì ở đây ô tô ở làn giữa, các bạn xem lại cái bài toán mở đầu nhé.
ô tô ở làn giữa này thì các bạn sẽ thấy nó ghi cái tròn này, sau đó thì nó ghi số 50 đúng không? Thế ô tô ở làn giữa này thì chúng ta thấy là ví dụ cô gọi nó là A đi, thì khi đó A của cô sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 50, tốc độ tối đa là 50, thì tức là A nó có thể nhỏ 50 hoặc A có thể bằng 50. Tương tự câu B là xe máy ở làn bên phải, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là xe máy ở làn bên phải này nó cũng có ở số 50 ở giữa như này đúng không? Vậy thì tức là ví dụ cô gọi là B đi, thì B cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng 50. Đấy là tốc độ tối đa. Đúng nhỉ? Rồi, và đấy cũng chính là phần thứ nhất của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai là liên hệ giữa thứ tự và phép cộng các bạn nhé. Đây các bạn quan sát cho cô này, cô sẽ có phần hoạt động khám phá liên hệ giữa thứ tự và phép cộng như sau. Xét cho cô bất đẳng thức âm 1 nhỏ hơn 2. Đây cô gọi là bất đẳng thức số 1. Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức 1 rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào. Rồi vậy bây giờ cô sẽ đi cộng số 2 này vào hai vế của bất đẳng thức nhé. Đây cô A này, cô có âm 1 nhỏ hơn 2 sẵn rồi, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ cô sẽ có như sau. Cô sẽ cộng hai vế của bất đẳng thức này với số 2. Rồi cô có âm 1 cộng thêm 2. Ở bên kia, bên phải kia cô lấy 2 cộng thêm 2. Bây giờ cô so sánh kết quả các bạn nhé. Bên trái là cô có âm 1 cộng 2 là bằng dương 1 đúng không? Bên kia cô có 2 cộng 2 là 4. Dương 1 như thế nào với dương 4? Bé hơn đúng không? Rồi, đấy là câu A. Câu B, cộng âm 2 vào hai vế của bất đẳng thức 1 rồi so sánh kết quả. Này, âm 1 bé hơn 2, đây là bất đẳng thức 1 đây. Cộng hai vế này với âm 2 nhé. Âm 1 cộng âm 2 như thế nào so với 2 cộng với âm 2? Thì các bạn thấy chưa cô? Bên trái này chúng ta sẽ thấy được là âm 1 cộng với âm 2 thì ra là âm 3, đúng không? 2 cộng âm 2 này chúng ta ra được là bằng 0. Vậy đây chúng ta điền dấu nhỏ. Tiếp câu C là cộng hai vế của bất đẳng thức 1 này với cùng một số C. Nào, thế thì bây giờ chúng ta có là âm 1 nhỏ hơn 2. Thế bây giờ âm 1 cộng với C sẽ như thế nào với 2 cộng với C? Thì theo các bạn dự đoán thì chúng ta sẽ điền dấu gì vào đây? À, vẫn là dấu nhỏ đúng không? Vậy qua cái phần A, B và C này chúng ta sẽ rút ra được như sau. Các bạn sẽ thấy rằng là khi cô cộng hai vế của một bất đẳng thức này với cùng một số, số đó có thể là dương. Ví dụ đây này, số 2 là số dương này. Hoặc nó có thể là số gì đây? Số âm. Đấy, thì chúng ta đều được một bất đẳng thức mới như thế nào? Cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Các bạn nhìn này, đây là đều chiều nhỏ hơn này. Đấy, đúng không? Sẽ được tất cả các bất đẳng thức cùng chiều bất đẳng thức đã cho. Đấy, vậy đấy chính là cái liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Nên chúng ta rút ra kết luận cho cô như sau. Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Không cần biết số đó âm hay dương mà chúng ta đều suy ra được hết nhá. Vậy tương tự như thế, các bạn thấy là anh Pi thông thái sẽ rút ra được cho cô kết luận là với ba số A, B, C ta có ký hiệu nhá. Nếu A mà nhỏ hơn B thì A cộng C sẽ nhỏ hơn B cộng C, tức là anh cộng cả hai vế với C này. Đấy, thì mình sẽ được bất đẳng thức cùng chiều là chiều nhỏ hơn như này. Tương tự, A nhỏ hơn hoặc bằng B, nếu cộng hai vế với C thì cô cũng sẽ được là A cộng C nhỏ hơn bằng B cộng C. Nếu A mà lớn hơn B thì cộng hai vế với C thì mình vẫn sẽ được chiều lớn hơn, là A cộng C sẽ lớn hơn B cộng C. Tức là đây và đây cùng chiều này. Đấy, đây cùng chiều nhá. Tương tự, A lớn bằng B thì A cộng C sẽ lớn hơn bằng B cộng C. Được chưa? Đấy là phần kết luận. Bây giờ áp dụng vào làm cho cô phần luyện tập số 3. Luyện tập 3 của cô như sau. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh. Câu A, 19 cộng 2023 và âm 31 cộng 2023. À, thế thì bây giờ chúng ta thấy hai vế đều có 2023 đúng không? Cộng 2023 thì ban đầu các bạn so sánh cho cô 19 và âm 31 trước. Sau đó mình sẽ đi cộng hai vế với 2023 nhé. Đây các bạn quan sát cô làm như sau. Đây cô thấy là vì 19 lớn hơn âm 31 nên bây giờ cô cộng hai vế của bất đẳng thức này với 2023.
thì cô sẽ được bắt đầu thức mới cùng chiều này các bạn quan sát. Đây chiều lớn hơn thì đây sẽ được chiều lớn hơn. Sẽ là 19 cộng 2023 sẽ lớn hơn âm 31 cộng 2023. Xong câu A. Câu B này thì nó sẽ khó hơn một chút này. Câu B này các bạn thấy căn 2 cộng 2 thì ở đây cô sẽ làm như sau. 4 này thì cô sẽ tách thành 2 cộng 2. Đấy, 2 cộng 2 thì các bạn thấy số 2 này và 2 này giống nhau rồi này. Đây. Đấy, hai số 2 này giống nhau. Bây giờ mình đi so sánh căn 2 này với cả dương 2 này. Được chưa? Thế thì căn 2 và dương 2 thì so sánh kiểu gì? Dương 2 thì mình cũng đưa nó về cho cô thành căn 4 nhá. Đấy, đưa nó về thành căn 4 cho cô. Vậy cô sẽ có như sau. Ta có là 2 thì sẽ bằng căn 4, đúng không? Rồi xong mình so sánh căn 2 và căn 4. Vì 2 nhỏ hơn 4 nên căn 2 sẽ nhỏ hơn căn 4. Đấy. Rồi, hay chính là căn 2 sẽ nhỏ hơn 2, đúng không? Căn 4 chính là 2 mà. Thế bây giờ mình thấy là 4 này mình tách thành 2 cộng 2 nhá. Suy ra căn 2 cộng với 2 sẽ nhỏ hơn 4, tức là nhỏ hơn 2 cộng 2. Thế 2 này và 2 này giống y hệt nhau rồi. Mà căn 2 này lại nhỏ hơn gì đây các bạn? 2. Nên là căn 2 cộng 2 sẽ nhỏ hơn 4. Đấy, đấy là câu B và là luyện tập 3 của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng sai cho cô phần thứ 3 là liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Rồi, thế thì cái liên hệ giữa thứ tự và phép nhân nó sẽ có cái tính chất như thế nào? Chúng ta cùng vào cho cô phần khám phá nhé. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân này, cô cho bất đẳng thức âm 2 nhỏ 5, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ có lời giải cho cô như sau. Nhân hai vế của bất đẳng thức với số 7. Đây, nhân nhá. Rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào? Đây câu A. Âm 2 nhỏ hơn 5, cô vẫn biết nguyên. Bây giờ nhân hai vế với số 7 nhá. Cô sẽ có là âm 2 nhân 7. Đấy, 5 nhân 7. Vậy các bạn thấy âm 2 nhân 7 là bằng âm 14. 5 nhân 7 là 35, âm 14 thì bé hơn 35. Rồi, câu B. Câu B là nhân hai vế của bất đẳng thức với âm 7. Đấy, bây giờ lại nhân với âm 7 nhá. Rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào? Đây cô viết lại bất đẳng thức âm 2 nhỏ 5 ra. Rồi, nhân hai vế với âm 7 này. Âm 2 nhân âm 7. Rồi, bây giờ 5 nhân âm 7. Rồi, vậy bây giờ chúng ta tính cho cô này, âm 2 nhân âm 7 cô được là dương 14. 5 nhân âm 7 cô được là âm 35. Thế 14 lại lớn hơn âm 35 đúng không? Vậy cô điền dấu lớn vào đây. Vậy thì qua cái phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô cái kết luận như sau. Là khi các bạn thấy là nhân với số 7 tức là số dương, đúng không? Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với một số dương thì cô nhận được một bất đẳng thức mới. Đây các bạn quan sát bất đẳng thức mới của cô. Nó cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Tức là cùng chiều đây, chiều bé hơn này, đúng chưa? Còn khi cô nhân cả hai vế của bất đẳng thức này với số âm 7, bạn thấy không? Thì khi đó cô được một bất đẳng thức mới, nó ngược chiều bất đẳng thức đã cho. Đây, ở trên ban đầu là đang bé hơn, bây giờ ngược chiều thành lớn hơn đấy. Đấy, vậy khi đó cô sẽ có kết luận về liên hệ giữa thứ tự và phép nhân như sau. Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương thì ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Còn khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với một cùng một số âm thì ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. Đấy, đấy là phần kết luận của chúng ta. Và anh Pi Thông Thái thì đã chuyển từ cái lời văn này thành gì? Thành ký hiệu cho cô như sau. Với ba số A, B, C và trong trường hợp C lớn hơn 0 nhá, tức là số đấy của chúng ta là số dương đấy, thì ta có A nhỏ hơn B thì A nhân C sẽ nhỏ hơn B nhân C. Nhân hai vế với số dương C thì bất đẳng thức cùng chiều. Đây nhỏ hơn, đây vẫn nhỏ hơn ở dưới các bạn nhá. Bé hơn hoặc bằng thì bên này vẫn bé hơn hoặc bằng. Lớn hơn thì bên này cũng lớn hơn. Lớn hoặc bằng thì bên này cũng lớn hơn hoặc bằng nhá. Đấy, với trong trường hợp là C lớn hơn 0. Còn trong trường hợp là C nhỏ hơn 0 của cô là C là số âm đấy thì chúng ta sẽ được các bất đẳng thức ngược chiều bất đẳng thức đã cho. Ví dụ đây là A nhỏ hơn B thì sang bên này A nhân C lại lớn hơn B nhân C. Đấy. Ví dụ đây A nhỏ bằng B thì bên này lớn hơn hoặc bằng. Bên này A lớn hơn B thì bên này thành A nhân C bé hơn B nhân C. Đấy, nó cứ ngược như thế. Được chưa? Đấy là phần
phần chuyển sang ký hiệu của anh Pi Thông Thái. Bây giờ chúng ta cùng làm cho cô phần luyện tập số 4 nhé. Luyện tập 4 của cô như sau: thay dấu hỏi chấm trong các biểu thức sau bởi dấu thích hợp, dấu bé hơn, dấu lớn hơn để được khẳng định đúng. Câu A: 13 nhân âm 10,5, 13 nhân 11,2. Thế thì hai vế này chúng ta thấy đều có số 13 giống nhau. Mà số 13 là số gì các bạn nhỉ? Số dương đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là nếu mà là số dương ấy, thì bây giờ cô sẽ tưởng tượng này, các bạn so sánh cho cô âm 10,5 với 11,2 đúng không? Đây nhá, chúng ta sẽ thấy như sau này: âm 10,5 nó như thế nào với 11,2? Bé hơn đúng không? Đấy, thế thì bây giờ cô nhân cả hai vế của bất phương trình này, bất đẳng thức này với số 13 là lớn hơn không, vậy cô sẽ được một bất đẳng thức mới cùng chiều. Vậy đây sẽ điền dấu nhỏ nhá. Đấy, được chưa? Tiếp tục câu B. Câu B thì cô sẽ thấy là hai bên này đều có âm 13. Đấy, thì cô đoán là người ta đã nhân hai vế với âm 13. Thế thì cô sẽ so sánh âm 10,5 với 11,2. Thì các bạn thấy âm 10,5 nó như nào với âm 11,2 đây? Nhỏ hơn đúng không? Thế thì bây giờ lại nhân hai vế với số âm 13 thì bất đẳng thức này phải đổi chiều. Tức là đang dấu nhỏ hơn này bây giờ phải đổi thành lớn hơn. Đấy, vậy câu B này mình lại điền dấu lớn cơ. Đấy, được chưa? Mình phải xem là mình nhân với số âm hay số dương nhá. Đấy là phần luyện tập số 4 của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng làm cho cô phần vận dụng số 2 nhá. Vận dụng số 2 sẽ là một cái bài toán rất là dài. Đây. Một nhà tài trợ dự kiến tổ chức một buổi đi dã ngoại tập thể nhằm giúp các bạn học sinh vùng cao trải nghiệm thực tế tại một trang trại trong một ngày từ 14 giờ ngày hôm trước đến 12 giờ ngày hôm sau. Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 30 triệu đồng và giá thuê dịch vụ và phòng nghỉ là 17 triệu đồng trên một ngày. Giá mỗi suất ăn trưa, ăn tối là 60.000 đồng. Tức là ăn trưa cũng 60.000 mà ăn tối cũng 60.000 nhá. Mỗi suất ăn sáng là 30.000. Rồi, hỏi có thể tổ chức nhiều nhất này, tức là tối đa đấy, là bao nhiêu bạn tham gia được. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi cho cô đi. Gọi có thể tổ chức được nhiều nhất cho x bạn tham gia đi. Đấy, là x bạn, và x ở đây thuộc n sao, đúng không? Thế thì bây giờ số tiền tài trợ là 30 triệu đồng, các bạn quan sát này. Mà bây giờ giá dịch vụ và phòng nghỉ là 17 triệu đồng trên một ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thấy là, mình phải tưởng tượng này, ngoài cái phần mà chúng ta phải chi trả cho tiền dịch vụ này và phòng nghỉ ra, thì chúng ta còn phải cung cấp ăn trưa, ăn tối, ăn sáng cho các bạn ý, đúng không? Chứ không để các bạn nhịn được. Vậy thì bây giờ chúng ta để trừ đi cái chi phí, đó là chi phí giá thuê dịch vụ và phòng nghỉ đi, lấy 30 triệu trừ 17 triệu và các bạn sẽ ra được là bao nhiêu? 13 triệu, đúng không? Đấy, số tiền còn lại sau khi thu dịch vụ và phòng nghỉ là 13 triệu. Bây giờ mình phải xem, cô xem 13 triệu này mình có thể chi cho bao nhiêu bạn, cả ăn sáng, ăn tối, ăn trưa. Đấy, vì là 14 giờ ngày hôm trước đến bao nhiêu ngày hôm sau đây các bạn, 12 giờ ngày hôm sau, thì mình sẽ phải ăn các bữa này. Đấy là bữa gì các bạn? Bữa tối của ngày hôm trước này, bữa sáng của ngày hôm sau này, đúng không? Và bữa trưa của ngày hôm sau. Đấy, thế thì sau đó mới đi về. Tại vì 12 giờ ngày hôm sau là mình phải ăn trưa rồi, xong mình mới đi về, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ phải chi trả các bữa là tối của hôm trước, sáng và trưa của hôm sau. Đấy, thế thì khi đó chúng ta phải cân nhắc là 13 triệu đồng này mình sẽ xem là chi tiêu như thế nào để xem là có được bao nhiêu bạn nhé. Thì ở đây số tiền ăn sáng, ăn trưa và ăn tối của một bạn, của một bạn thôi các bạn nhé. Tối là bao tiền? 60.000 đúng không? Sáng là 30.000 cộng vào, tiếp tục trưa hôm sau là 60.000 nữa. Vậy tổng cộng là 150.000 đồng một bạn. Đấy, một bạn sẽ tiền ăn sẽ là 150.000. Vậy bây giờ tổng cộng, thế bây giờ cô có x bạn thì các bạn nhìn nhé. Cô gọi x là số bạn học sinh có thể tham gia được đúng không? Thế mỗi bạn hết 150.000 tiền ăn thì có x bạn thì sẽ là 150 nhân x 1.000 đồng. Đúng không nhỉ? Đấy, số tiền ăn của tất cả các bạn sẽ là bao nhiêu? Là 150 nhân x 1.000 đồng.
đúng nhỉ? Rồi sau đó thì bây giờ chúng ta thấy là 150 nhân x nghìn đồng này chúng ta thấy là chỉ được phép là nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu thôi các bạn? À, chỉ được phép nhỏ hơn hoặc bằng 13 triệu thôi. Không được vượt quá tại mình chỉ còn 13 triệu. Đấy, vậy cô sẽ có, khi đó ta có là 150 nhân x sẽ nhỏ hơn 13.000. 13.000 ở đây là xong lại đơn vị là nghìn đồng nữa đấy. 13 triệu mình sẽ ghi như thế này này các bạn. 13. Đấy, xong rồi nghìn đồng. Đúng không? Đây là 13 triệu, cô có thể viết theo kiểu này. Được chưa? Rồi, thế thì 150 nhân x nghìn đồng này sẽ nhỏ bằng 13.000. Sau đó cô lấy 13.000 này, cô chia cho 150. Đấy. Tức là chia cả hai vế của bất phương trình bất đẳng thức này cho số 150. Tức là mình có hiểu là thể là hiểu là nhân 100 nhân 1 phần 150 đấy. Thì x của cô sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 13.000 chia 150 và sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 86,666. Vậy x nhỏ hơn hoặc bằng 86,666 thì tối đa chỉ được là bao nhiêu bạn thôi? 86 bạn. Còn 87 bạn thì sẽ không đủ tiền nhá. Đấy, mà x thuộc n sao nên số bạn học sinh nhiều nhất có thể tham gia được là 86 bạn. Kết luận cho cô, được chưa? Vậy nhà tài trợ có thể tổ chức cho nhiều nhất là 86 bạn tham gia được chuyến đi. Đấy là phần vận dụng số 2 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cùng vận dụng toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay làm cho cô một số bài tập trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm cho cô một số bài tập này. Bài tập 2.6 trong sách giáo khoa trang 35 như sau. Dùng ký hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng với mỗi trường hợp sau. Câu A, x nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. À, x nhỏ hơn hoặc bằng âm 2 thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào? X nhỏ hơn hoặc bằng âm 2 như thế này, đúng không? Câu B, M là số âm. Thì số âm tức là một số nhỏ hơn 0. Vậy mình sẽ ghi là M nhỏ hơn 0. Y là số dương. Số dương là một số lớn hơn 0. Vậy mình sẽ có Y lớn hơn 0. Câu D, P lớn hơn hoặc bằng 2024. Lớn hơn hoặc bằng chúng ta dùng ký hiệu lớn hơn hoặc bằng. Đấy là phần 2.6 nhé. Tiếp theo các bạn làm cho cô phần 2.7, bài 2.7 này. Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau. Câu A, bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được lái xe ô tô. Ít nhất 18 tuổi tức là gì các bạn? À, là có thể bằng 18 tuổi hoặc là phải lớn hơn 18 tuổi thì mới được phép lái ô tô. Thế thì khi đó mình sẽ dùng ký hiệu lớn hơn hoặc bằng. Vậy mình sẽ có gọi cho cô x là số tuổi bạn có thể được lái xe ô tô, đúng không? Thì x phải lớn hơn bằng 18. Câu B, xe buýt chở được tối đa 45 người. Câu B nhá. Tối đa 45 người, tức là nhiều nhất là 45 người thì mình sẽ điền ký hiệu là bé hơn hoặc là gì? Bằng, đúng không? Tối đa. Đấy. Thì là mình sẽ điền dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Vậy giả sử cô gọi y người là số xe buýt, số người xe buýt có thể chở được, vậy y sẽ nhỏ hơn bằng 45. Câu C là mức lương tối thiểu cho 1 giờ làm việc của người lao động là 20.000 đồng. Đấy, tối thiểu tức là gì? Ít nhất đấy. Thế thì tức là nó sẽ phải lớn hơn hoặc là bằng 20.000 đồng, đúng không? Vậy đây cô sẽ có, ví dụ cô gọi Z đồng là mức lương cho 1 giờ làm việc của người lao động. Thì mức lương tối thiểu cho 1 giờ của người lao động sẽ là Z lớn hơn bằng 20.000. Đấy là phần bài 2.7 của chúng ta. Tiếp tục các bạn cùng làm cho cô bài 2.9 nhé. Cho A nhỏ hơn B, hãy so sánh nha cô. Câu A, 5A cộng 7 và 5B cộng 7. Thì các bạn sẽ thấy cho cô như sau. Ban đầu mình sẽ xuất phát cho cô từ cái bất đẳng thức này. Vì A nhỏ hơn B, sau đó bây giờ cô muốn có 5A và 5B thì cô nhân cả hai vế của cái bất đẳng thức này với số 5, đúng không các bạn? Đây cô làm như sau. A nhỏ hơn B nên 5A sẽ nhỏ hơn 5B. Sau khi cô có cái bất đẳng thức này rồi, cô sẽ cộng hai vế với số mấy đây? Cộng với số 7. Đấy, thì cô sẽ được bất đẳng thức cần tìm nhá. Mình sẽ có là 5A cộng 7 sẽ nhỏ hơn 5B cộng 7. Thì nhân cả hai vế với một số dương là dương 5, các bạn thấy không? Thì bất đẳng thức 5A nó sẽ nhỏ hơn 5B, nó sẽ cùng chiều bất đẳng thức A nhỏ hơn B. Đấy, xong rồi cộng, tiếp tục cộng với số 7. Thì mình sẽ được bất đẳng thức mới tiếp tục cùng chiều với bất đẳng thức đã cho, tức đây vẫn là dấu lượng nhỏ hơn. Tiếp theo này, vẫn xuất phát từ A nhỏ hơn B thì câu này cô sẽ giải nhé.
Đây các bạn quan sát này, A mà nhỏ hơn B. Bây giờ các bạn nhìn cho cô, cái B này cô muốn xuất hiện trừ 3, trừ 3B đúng không? Thì cô phải nhân hai vế của bất đẳng thức này với số âm 3. Thì nhân với âm 3 thì vế trái sẽ là âm 3A, vế phải là âm 3B. Nhưng mà bây giờ nhân với số âm 3 nên là bất đẳng thức này phải đổi chiều. Đang bé hơn bây giờ phải đổi thành lớn hơn. Được chưa? Rồi sau đó cô muốn có trừ 9 ở hai vế thì cô sẽ cộng hai vế của bất đẳng thức này với âm 9. Khi mà cộng với âm 9 thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì các bạn? À vẫn giữ nguyên chiều của bất đẳng thức đúng không? Cộng với số âm hay cộng với số dương thì đều giữ nguyên chiều. Còn nhân thì nó mới phải đổi chiều khi là nhân với số âm thôi nhá. Suy ra là âm 3A mà cộng với âm 9 này sẽ lớn hơn âm 3B cộng với âm 9. Đấy hay. Âm 3A mà cộng với âm 9 thì chính là âm 3A trừ 9 đấy, sẽ lớn hơn âm 3B trừ 9. Rồi và cô đã so sánh xong. Đấy là bài 2.9 của chúng ta. Về nhà thì chúng ta sẽ làm thêm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập, và ghi nhớ lại cho cô ba cái phần kiến thức trọng tâm cần nhớ trong bài học ngày hôm nay nhé. Rồi sau đó thì đọc trước cho cô cái bài mới, đó là bài số 6 nhé. Đây là bài tiếp theo, sẽ là bài số 6 của chúng ta, sẽ là bài bất phương trình bậc nhất một ẩn. Được chưa? Bài 6. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái bài học tiếp theo của chúng ta. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.